Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Rồi nóng lắm. Không nhìn nóng lắm, đây. Đi. Chà đào. Uống gì? Soda bà lô. Soda bà lô là gì con? Soda bà lô. Là gì? Con ngồi ghế đi. Cái này là gì? Đây là chín tố, trà chứa. Chín tố hả? Chín tố gì? Phan Phan nó làm cái gì? Phan Phan làm cho bé đang lựa chị ơi. Chín tố và luôn. Đó, menu mới luôn. Rồi, món mới luôn con ơi. Mới luôn nha. Rồi, cầm đây. Kìa, yeah, câu hỏi uống gì kìa? Chú uống gì? Là cái màu xanh nó cây á. Là ly này á. Có ly này á. Làm ly mà lớn con. Làm ly trà bá luôn đi. Không, đừng làm ly trà bá. Ly trà bá chứ, ly bự. Hả? Ly bự. Ly trà bá. Ly khổng lồ á. Ly khổng lồ. Cái nhổ cho đã được. Uống ly bự cho nó đã. Thật đi. Rồi, tiêu rồi, nuốt gì vậy? Ngay, đừng nuốt con. Kẹo vậy, kẹo gì vậy, tôi chú ăn chứ. Kẹo gì? Ô, đồng hát các ăn rồi. Đâu, chú hai con kẹo đâu rồi? Ôi, đâu, nó nằm đây. Đây đúng không? Bên nào? Hát đây. Đây đúng không? Đây. Khá tâm biết rồi. Nó giả con không biết cảo thật đâu. Cái đó chỉ là trò giả thôi. Ừ, trò giả hả? Giả với mấy chú thôi á. Ừ. Con biết đọc không? Đọc nữa rồi. Hai. Trời, mỏi túi kìa. Ủi rồi. Cắt đi. Con cầm đi, lát nữa mấy cô chú đem nước ra con hết trả lại nha. Ở đây thủ tục nó là vậy đó. Trời, mỏi túi nè. Rồi. Ở bé không phải không? Phải không? Rồi, không chịu rồi. Chị là cô không biết làm rồi. Không biết làm rồi, chạy vô chỉ cho cô làm. Chạy vô chỉ. Làm đúng người ta rồi. Cô không biết làm rồi. Đúng rồi đó. Không phải. Nhà có. Bây giờ hỏi quán có gì luôn. Sư tố làm gì? Sư tố mình luôn, không kẹ. Đi con, sư tố màu này nè. Màu đó đó. Bơ ông kẹ ơi, ông kẹ uống sinh tố bơ đúng không? Trời ơi. Tiếp tục ra ngồi. Sinh tố bơ. Tố bơ bà lu hả? Bà lu. Này ai để đây? Cái đó phải dục. À, ta xả rác đúng không? Rác là phải dục phải không? Đây cô chú đó. Chú đừng xả rác nha. Ngồi vô. Ờ. Mình chú biết ngồi. Không, chú biết ngồi. Con ơi, chú không biết ngồi. Mấy chú to quá, chú ngồi không được, con ngồi được đó.
thiền đi. Thiền đi. Ngồi nhìn xuống địa hết rồi đấy. Ngày hôm qua gà giả ăn chúng mua cho ăn hết chưa? Gà đáng. Hôm qua gà giả mua cho ăn hết chưa? Ăn hết rồi, ngon không? Ngon không con? Ngon không? Mà nó hơi dở một chút. Sao dở? Chứ chỗ đó hết làm ngon rồi. Thế mà vẫn ăn hết. Được. Con biết chỗ nào bán ngon không? Chỉ có siêu thị thôi. Siêu thị mát bụ chảy. Con đi siêu thị chưa? Chưa. Mà nó có đùi rán, nó có đùi rán còn ngon hơn đùi rán chỗ chạy nhỏ xíu à. Chỗ siêu thị đi mát nè, nó bự. Thường thường là giá chiều. Con, nó bự như thế nào? Nè, tôi chú hỏi nè, thường thường giá chiều mẹ có chở con đi chơi không? Đi xe điện không? Bây giờ con sắp có hai chiếc xe rồi. Wow. Một chiếc xe đạp, một chiếc xe xe gì tâm? Xe gì? Xe đạp. Màu gì? Xe đạp màu gì? Xe đạp màu đỏ. Wow, đúng một rồi. Một chiếc xe ô tô khoang. Ồ. Chẳng hai chiếc cơ. Hai chiếc luôn hả? Con thích chiếc nào nhất? Xe ô tô khoang. Ồ. Xe đạp chạy chậm chứ không? Đạp chứ. Wow. Nhưng mà ai gần là cần bốc thắng. Bốc thắng hả? Xe ô tô màu mà không chẳng không có tới bốc thắng. Có biết chạy không? Biết. Khi mình chạy quá nhanh nó thì mình bốc thắng mà nó ngừng lại. Đúng hả? Hôm nay tôi có chạy mà một kẻ chạy nhà là xe ô tô nó ngừng lại chứ mình chạy. Răng 700 vòng nè, nó té xuống mình nữa, ngang mình vô nó một cái đồng hồ điện nghe vậy nè. Đó. Từ con chưa chú này hỏi mượn xe con kìa, con có cho không? Tại sao vậy? Sao không cho chú đó mượn xe? Nếu mượn là phải cho tiền. Rồi chú đó này không có tiền. Không có tiền nó thì đi nên mà kiếm việc làm. Kiếm việc làm á. Ở đây có chỗ nào có việc làm con chỉ cho chú đi. Chú đi làm chú có tiền chú mượn xe con. Con biết chỗ nào có việc làm không? Mình muốn năn nỉ người ta để cho mình làm nè. Người ta mới trả tiền cho mình. Nè mỗi ngày con làm ở quán xe nè. Có tiền ngay. Con làm gì? Con làm gì? Con nước. Con bưng nước hả? Nè nè em kệ. Em kệ. Đúng rồi em kệ chưa? Lên luôn rồi. Em không? Em không? Ngon không con? Em rồi đó. Tỉnh chưa? Rồi. Tỉnh ta làm hơi nữa. Một mình đây. Tới đó hả? Em nữa tới nào rồi? Tới đó là tới đâu? Làm thêm một phát ở đây. Thôi làm phát nữa. Con muốn xuống dưới nè. Làm phát trên tới đỉnh luôn. Là nó tới đây nè, ngay cái máy tính. Máy tính hả? Ờ, cái đó có máy tính hả? Nè, đó không? Đó không? Không mở ra được. Không mở ra được hả? Cái lớp da mà. Thôi làm hơi nữa. Rồi. Tới đỉnh luôn, lên đỉnh luôn. Từ từ. Rồi tới nào? Từ từ rồi. Để cảm nhận. Thánh review quá. Tới đâu rồi? Tới đâu? Tới đâu? Cái bụng à. Tới nào? Máy tính hả? Máy tính hả? Máy tính hả? Máy tính hả? Rồi thấy cái cô đó làm nước có ngon không? Hơi ngon nhưng mà hơi dở chút. Bây giờ con đi với thế vậy. Con ra là con làm ra ăn nhỏ che kìa. Con rồi con cười. Đó bây giờ con ra con nói đi. Để con nói là đúng rồi. Là hơi ngon nhưng mà hơi dở chút quá. Ồ. Cái đó là ấy là nó cũng dở chỗ nào nói cho cô sửa. Ý con là hay là làm đi hơi bự một chút cũng được hả? Bưng giúp. Có nhiều đường không? Có ngọt quá không? Ngọt quá không? Thử lại cái này. Cái này, cái ăn thử đi. Nói nha, em chua. Em không? Ừ, cảm giác sao? Cũng ngon. Bây giờ lại ngon đúng không? Food review. Hồi nãy là cho ngon đó là mấy tính của con.
con không có thử. Máy tính. Máy tính hả chưa? Máy chạy chưa thử đúng không? Bây giờ thử rồi mới biết ngon ha. Thử chưa? Từ đây nè. Thử rồi hả? Thử cái máy tính. Con trai con làm nhỏ cái buồn tắt rồi kìa. Nhưng mà anh biết nếu trẻ cái này giờ là máy tính còn không có ở đây. Đừng trẻ nha, trẻ là con chó đó nha. Là máy tính đừng trẻ nha. Nó lén lút rồi xong rồi nè. Nó bò nó làm sao nè, xong rồi nó nhảy ra. Nó đi vô. À chỉ thấy bộ não thôi à. Chú hỏi con nè, ly ly sinh tố con uống hồi ai trả tiền? Ai trả tiền? Con bật tiền không? Con có tiền không? Con có tiền không? Rồi sao? Không có tiền rồi sao? Ở đây con gửi ly cho cô á. Sao hồi nãy ai? Ai kêu qua? Ai? Chú nào? Chú nào? Tới đây hả? Là chú hỏi trả tiền. Bây giờ chú này coi chú thấy chú này cũng không có tiền luôn. Chú này không có tiền. Chị ơi, ra tính tiền cho bé rồi chị ơi. Kè này có rồi. Chú uống xong nữa mà. Chưa uống xong mà cho tính tiền. Tính tiền gì? Đó, làm hơi nữa. Tính tiền trả tiền cho bé kìa, cho tiền cho chị kìa, cho con kìa con. Rồi từ từ để cái máy tính coi thứ em không. Rồi tới đâu? Tới đâu? Rồi. Dạ, của bé là 25 ngàn. À, máy tính sạc từ từ lấy lấy cái đứa đó. Chẳng có chơi mà. Tới đâu? Nó làm sách tay à. Sách tay rồi hả? Máy tính nóng không? Bớt rồi hả? Chứ khi cái đó xuống bụng nè. Xuống bụng chưa? Rồi nè, cái này nó một con nè, nó bụng ở trong nè, nó một còi đó là nó ở trong đó, nó rồi xong rồi nè. Làm hơi nữa nha. Làm hơi nữa được không? Làm hơi nữa. Hơi nữa. Mạnh vô. À. Rồi sao tả coi. Nãy giờ con chưa mời mấy chú á, có mời mấy chú uống không? Đến làm mấy chú nước rồi đó. Mấy chú uống hết rồi. Rồi mấy chú dùm miệng nha. Tới đâu rồi? Biết rồi nãy giờ rồi. Nó nào đâu? Sắp đầy rồi. Thôi giờ mình trở lại cái ly này nè. Cái ly này giờ chú này không có tiền rồi nè. Giờ chiều nay con dẫn chú đi xin việc làm ở đâu con ha? Chú biết chỗ nào có việc làm không? Chỉ chú ơi. Con chú muốn làm chỗ nào? Bây giờ chú không biết mà, con chỉ chú đi. Chú không biết. Làm quán mà Thảo hay làm chỗ này hay đi làm mua bên đó. Mình lại mình nói sao người ta cho mình làm con? Thì mình chỉ cần năn nỉ người ta một rồi là người ta cho. Chú mới năn nỉ. Năn nỉ sao con chỉ chú đi. Con chỉ coi. Chú hết tiền ăn cơm rồi, chiều nay chú đi làm chú mới có tiền ăn cơm. Năn nỉ sao? Nói chung mày nhớ lại đi. Rồi, nhớ sao? Nói sao? Mà trong đầu mấy chú toàn cái não thôi hả? Máy tính chú không có cái máy tính của chú bị người ta ăn cắp tiêu rồi. Sao ăn cắp được? Chú ngủ á, người ta lại ăn cắp máy tính của chú tiêu rồi. Sao mà ăn cắp được? Nó trong đầu. Nè nó dính nè, thấy không? Chú không biết trên việc mà. Chú mắc kẹp rồi đó. Khi mà tới hỏi những gì con nói sao? Chỉ chú coi, con nói sao? Cô hay chú cho xin việc làm ơi. Nói vậy hả? Cô ơi chú ơi cho xin việc làm đi hả? Lý do sao sinh việc là sao mà nói sao thì cái đó là làm hơi nữa vô cái lần này đừng có uống mà uống luôn có một cái muỗng đi đó, mình đổi cẩn thận các bạn nha. Cẩn thận cái liền cái máy tính lạnh đâu rồi nó lên máy tính chưa lên chạy rồi uống mà uống bằng cái muỗng ngon không hút con nó đang chú nói rồi tới tới rúng mà hả nó đang vừa xuống đây cái lại nó ọc cái ọc chưa